Hello các bạn, mình đang có mặt tại cửa Bắc của chợ Bạc Liêu, hay còn gọi là chợ lớn Bạc Liêu các bạn, chợ Nhà Lồng. Thì trong video này mình xin chia sẻ với các bạn hình ảnh về chợ Bạc Liêu, chợ Nhà Lồng Bạc Liêu trong buổi sáng ngày 27 Tết. Thì theo mình quan sát từ phía bên ngoài thì bãi giữ xe khá là đông. Bãi xe khá là đông nhưng mà hình ảnh chợ cũng tương đối vắng người, nên mình cũng không biết là phía trong có đông hay không. Bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình đi vào bên trong để khám phá cũng như là ngắm nhìn hình ảnh chợ Tết ngày 27 Tết vào buổi sáng ngày 27 Tết của chợ Nhà Lồng Bạc Liêu. Đây, chợ Bạc Liêu. Đây, phía bên ngoài thì buôn bán rất nhiều các vải, quần áo, ba lô, túi xách. Sáng hôm nay thì nước rất là cạn luôn. Đó là khu vực buôn bán quần áo. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến qua bên khu vực bán đồ tươi sống nha. Đi hướng này. Bán đồ tươi sống mình thấy cũng vắng khách, khá là vắng khách mà. Do hình ảnh đồ tươi sống nó vi phạm nguyên tắc của YouTube nên mình không có quay cận cảnh các bạn, mình chỉ lướt qua thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến qua cửa Tây các bạn nha. Chợ tương đối vắng, mặc dù là buổi sáng các bạn nha. Dù 28, 27 Tết, nhưng mà chợ cũng tương đối vắng. Thì video trước thì mình đã chia sẻ với bạn hình ảnh về chợ Phường 1 nè, chợ Cầu Sáng rồi. Thì kết thúc video này mình sẽ quay chợ Phường 3 cho các bạn xem. Khu vực này thì bán bánh mứt khá là nhiều các bạn nha. Bánh mứt Tết rất là nhiều được buôn bán ở đây.
bên cửa nam là cửa buôn bán rất nhiều các loại khô các bạn ha. Các loại khô được buôn bán ở cửa nam rất là nhiều. Bình thủy. Bạn muốn mua khô hoặc ngắm nhìn các loại khô được buôn bán ở đây ở chợ Bạc Liêu thì cứ ra cửa nam. Đi sâu phía bên dưới là khu chợ thực phẩm nha các bạn ha, của chợ phường 3 đó. Còn bên đây là cửa đông nha các bạn, đây, cửa đông nằm bên đây. À, cho các bạn xem hình ảnh của dưa bồng bồn nè ha, chỗ này thì bán rất nhiều các loại mắm nè, đây có mắm chín công nè. Góc cửa đông luôn, cửa đông với cửa nam. Đó là bên phía cửa đông các bạn ha. À. Rồi ok, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một vòng chợ Bạc Liêu, chợ Nhà Lồng, chợ lớn Bạc Liêu. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình qua bên khu chợ phường 3. À, chợ nông sản và thực phẩm để chia sẻ với các bạn đó. À, mời các bạn cùng theo chân mình đi ngắm nhìn hình ảnh của chợ phường 3. Ok, tạm biệt các bạn ha.